Xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã cho tôi được trình bày tại hội nghị. Xin cảm ơn sự giới thiệu của các thầy trong đoàn chủ tịch. Tôi xin phép được trình bày về cái vai trò của các lớp vi tính định lượng trong bệnh lý phổi lan tỏa, và đặc biệt là hai cái bệnh lý chính, đấy là COPD và bệnh phổi sơ phổi vô căn. Thì định lượng phổi là một phương pháp mới, công cụ mới trong đánh giá các bệnh lý hô hấp và hỗ trợ cho việc chẩn đoán cũng như là đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh, và công cụ hữu ích trong đánh giá hiệu quả điều trị. Thế thì mục tiêu của cái định lượng là gì? Đấy là khảo sát bệnh. Tuy nhiên thì cái kết quả giải phẫu bệnh trong một số bệnh lý lan tỏa là không thể thực hiện được. Vậy thì định lượng là dựa vào cái gì? Đấy là cái ứng dụng trên các lớp vi tính đếm những cái điểm ảnh có tỷ trọng trên hoặc dưới một cái ngưỡng nhất định, và cộng tính tổng số các điểm này để tính ra khối lượng cũng như là thể tích của các tổn thương. Việc hạn chế của cái định lượng đấy là không thể xác định hay phân biệt các tổn thương giữa các bệnh khác nhau, do đó là không ứng dụng trực tiếp trong việc chẩn đoán một số bệnh nếu chỉ dùng cái định lượng không. Thế thì đây là cái mô hình về định lượng dựa trên kết cấu, tức là chúng ta thấy là có những cái phần tổn thương nó có cái cấu trúc khác nhau. Ví dụ như là phần màu xanh này là cái phần bình thường của nhu mô phổi bình thường, phần kính mờ, phần tổ chức kẽ dạng tổn thương dạng lưới, và cái phần màu đen là tổn thương giãn phế nang. Thế thì cái phần mềm máy tính nó sẽ tự động phân tích các cái điểm ảnh và nó tính ra cái thể tích hoặc là cái tỷ lệ của những vùng mà bệnh lý. Thì đây là cái mô hình mà cái phần mềm máy tính nó sử dụng. Khi chúng ta phân tích một cái điểm ảnh thì máy tính sẽ nhận ra, sẽ phân tích cái tổn thương này nó là cấu trúc gì, và so sánh với những cái mẫu mà đã được thiết lập trước. Đấy là bao gồm các cái hình như là hình kính mờ, hình dày tổ chức kẽ, hình tổ ong, hoặc hình có tỷ trọng thấp của giãn phế nang. Từ đấy máy tính sẽ nhận diện và tính ra từng cái thể loại bệnh trên toàn bộ cái phổi, và cái tỷ trọng đấy được mô hình hóa gồm hai phần phổi phải, phổi trái, và chia thành các thùy, và bao gồm còn mỗi vòng tròn là mô tả cho một cái loại tổn thương. Đây là cái mô hình hóa, và dựa vào cái mô hình này chúng ta có thể thấy được là mỗi một loại bệnh nó có một cái mô hình khác nhau, và đây là gọi là mô hình hóa để chúng ta có cái nhìn khách quan, dễ nhận diện. Tôi xin phép bỏ qua cái phần ô tô côn chụp vì thời gian không cho phép. Thế thì ứng dụng của cái nguyên lý đo tỷ định lượng phổi thì nó có, tôi trình bày trong hai cái ứng dụng chính, đấy là ứng dụng trong bệnh COPD và bệnh sơ phổi vô căn. Vậy thì cái trong cái COPD thì chúng ta định lượng cái gì? Thứ nhất là định lượng cái tỷ số, cái tỷ lệ khí phế thủng. Thì trên các lớp vi tính, qua rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm so sánh các lớp vi tính với lâm sàng, với giải phẫu bệnh, các nhà khoa học đã chọn ra một cái điểm ngưỡng, đấy là ở cái tỷ trọng âm 150 trở xuống. Đấy là cái phần nhu mô phổi gọi là khí phế thủng. Thế thì máy tính sẽ nhận diện ra những vùng nào là vùng khí phế thủng và tính ra cái tỷ lệ phần trăm của khí phế thủng. Đây là cái hình minh họa nhận diện và đánh dấu những vùng khí phế thủng. Sau đấy tính ra tỷ lệ phần trăm. Cái tỷ lệ này càng cao thì cái thể tích khí phế thủng càng cao và bệnh càng nặng. Đấy, và cũng như là dựa trên cái tỷ trọng thì cũng mô hình hóa ra cái phần, các cái phần khác nhau được đánh dấu theo cái màu. Tức là phụ màu xanh đậm thì đây là vùng giãn phế nang hay khí phế thủng. Màu xanh này là vùng bình thường. Và cái định lượng khí phế thủng này, qua nghiên cứu hơn 4.000 bệnh nhân thì thấy là có cái mối tương quan, tức là tương quan tính nghịch giữa cái tỷ lệ khí phế thủng với cái chức năng hô hấp, và cái hệ số tương quan rất là cao.
Chúng tôi cũng đã nghiên cứu thử và trên khoảng hơn 30 bệnh nhân COPD thì thấy là cũng tương tự như là các cái tác giả đã nghiên cứu. Cái định lượng thứ hai ở bệnh nhân COPD trên các lớp vi tính đấy là định lượng bẫy khí. Thế thì bẫy khí là cái gì? Đây là phổi bình thường, ở người bình thường thì hít vào và thì thở ra. Chúng ta thấy là ở cái thì thở ra, cái tỉ trọng của phổi nó tăng lên bởi vì khí nó thoát ra ngoài. Thì ở cái bệnh nhân COPD ấy, thì cái khi mà thở ra có những cái vùng mà cái khí nó bị ứ động, nó bị tắc nghẽn và nó không thay đổi tỉ trọng so với cái thì hít vào. Và chúng ta sẽ định lượng cái vùng mà cái nhu mô phổi không thay đổi tỉ trọng thì đây chính là cái vùng bẫy khí. Và cũng như khí phế thũng thì cái bẫy khí nó tương quan chặt chẽ với cái chức năng hô hấp. Và cái bẫy khí nó tăng lên theo mức độ tắc nghẽn, theo phân loại của Gold. Cái định lượng tiếp theo là định lượng về cái thành phế quản trong bệnh lý COPD. Thì bình thường chúng ta chỉ đánh giá là cái thành phế quản này nó có dày hay không. Và bình thường thì nó chiếm khoảng 20% cái đường kính của toàn bộ phế quản. Và chúng ta chỉ chẩn đoán là có dày thành hay không dày thành. Còn các lớp vi tính định lượng thì chúng ta sẽ định lượng là cái thành này là dày bao nhiêu và cái tỷ lệ phần trăm của cái khu vực thành này trên tổng diện tích của cái phế quản là bao nhiêu. Và qua nghiên cứu thì cũng thấy là nó tương quan chặt chẽ giữa cái độ dày của thành phế quản cũng như tỷ lệ phần trăm thành phế quản so với chức năng hô hấp. Thì đây là cái nguyên lý để định lượng cái thành phế quản. Đo cái bề dày của thành phế quản người ta gọi là nguyên lý một nửa của tỷ trọng cao nhất, tức là tính từ lòng phế quản ra nhu mô phổi, tỷ trọng tăng dần lên, sau đấy lại giảm dần đi, thì người ta lấy ở cái điểm giữa của cái phần tăng lên cũng như phần giảm đi để lấy là thành mốc thành trong và mốc thành ngoài. Từ đấy định lượng được cái bề dày của thành phế quản cũng như tính được diện tích khu vực thành phế quản. Đây là một cái minh họa cho việc là cái độ dày thành phế quản. Đây là chiếm 84% và ở cái người bình thường thì cái tỷ lệ khu vực thành phế quản là 65%. Một cái định lượng tiếp theo trong bệnh nhân COPD đấy là định lượng về cái thể tích của mạch máu tương quan tuyến tính nghịch với cái thể tích khí phế thũng cũng như là chức năng hô hấp. Tiếp theo cái ứng dụng thứ hai, định lượng trong bệnh sơ phổi vô căn thì cái việc chẩn đoán chúng ta theo cái guideline của Hội lồng ngực Mỹ thì nó có bao gồm các cái dấu hiệu điển hình, không điển hình hoặc là những cái có thể. Thì đây là cái hình ảnh điển hình của một cái bệnh sơ phổi vô căn. Thì ngoài cái việc chẩn đoán thì chúng ta sẽ định lượng cái tổn thương sơ phổi trên các lớp vi tính. Thì trước đây thì chúng ta định lượng mà gọi là bán tự động, tức là dựa trên 5 lớp cắt gọi là đại diện đặc trưng cho các vùng của phổi, tức là trên cái bờ trên quai động mạch chủ, chỗ chia của khí phế quản, chỗ hợp lưu của tĩnh mạch phổi và một cái là ngay trên vòm hoành, và cái lớp thứ tư thì ở giữa hai cái lớp này. Và dựa trên các cái hình ảnh đặc điểm tổn thương bình thường, hình kính mờ, hình sơ ở trong tiểu thùy hay là hình tổ ong nhỏ, tổ ong lớn, để chúng ta cho điểm trên 5 cái lớp cắt này và từ đấy tính ra tổng điểm của cái sơ phổi. Đấy là định lượng một cách gọi là bán tự động. Còn định lượng tự động tức là chúng ta dựa trên nguyên lý tỉ trọng hoặc là kết cấu, phân tích kết cấu dựa trên cái phương pháp mà đo tỉ trọng thì chúng ta thấy là đo được toàn bộ cái thể tích của phổi cũng như là thể tích của những cái vùng sơ và vẽ ra cái biểu đồ phân bố tỉ trọng của nhu mô phổi. Ví dụ như là cái đỉnh là tập trung, tức là tất phần lớn nhu mô phổi có cái tỉ trọng nằm ở khoảng 700 đến 900. Và khi so sánh cái phân bố tỉ trọng của nhu mô phổi ở các cái bệnh lý thì chúng thấy sẽ là có các mô hình khác nhau. Ví dụ đây là cái mô hình ở bệnh nhân có cái sơ phổi mức độ nhẹ, và đây cái hai này chính là cái phân bố của cái tỉ trọng của nhu mô phổi ở những bệnh nhân sơ phổi mức độ nặng. Ngoài cái việc là vẽ được cái sơ đồ thì chúng ta cũng định lượng được giống như là bệnh nhân giãn phế nang, tức là chúng ta định lượng được cái điểm, số điểm hay là thể tích của cái vùng bị sơ phổi và thấy là cái thể tích đấy, cái điểm đấy nó cũng tương quan tuyến tính nghịch với cái chức năng hô hấp. Thứ hai là dựa theo phân tích kết cấu thì cũng giống như tôi trình bày ở phần cái nguyên lý thì cũng dựa vào cái phân tích từng cái điểm ảnh, từng cái mô hình đã được
gắn trước đã được tìm hiểu và máy tính học. Sau đấy máy tính sẽ tự phân tích và tính ra mỗi một cái tổn thương này chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Ví dụ đây là dựa trên phân tích kết cấu thì chúng ta thấy là một cái tổn thương sơ phổi. Khi máy tính nhận diện từng cái điểm ảnh thì đồng thời lúc đấy máy tính sẽ đánh dấu, mã hóa màu mỗi một cái vùng tổn thương này, mỗi cái màu này đại diện cho một cái tổn thương. Ví dụ đây là một cái bệnh nhân sơ phổi vô căn. Sau một năm theo dõi thì đây là trước, cái phía trên này là trước, cái trục trước, cái đây là cái trục sau. Thì sau một năm chúng ta thấy là những cái tổn thương gần như là ổn định, không thay đổi gì. Kể cả các thông số về đo thể tích và cái mã hóa màu này chúng ta thấy là nó cũng không thay đổi. Còn cái bên cạnh là một cái tổn thương sơ phổi tiến triển sau một năm. Thì trên hình, hai cái hình trên này là cái tổn thương chụp trước và sau đó một năm, thì chúng ta thấy là cái vùng có màu tím tăng lên. Đây chính là cái vùng mà tổn thương sơ phổi tăng lên sau một năm. Và phân tích dựa trên cái mã hóa và cái chúng ta thấy là các tác giả đã mô hình hóa. Mỗi một cái bệnh nó sẽ có một cái mô hình như này. Một cái vòng tròn gồm hai phổi chia đôi bên phải bên trái, cũng như là mỗi một phổi chia làm ba vùng trên giữa dưới. Và mỗi một cái màu, mỗi một cái vòng được mã hóa một cái màu. Và máy tính sẽ tự động tính ra cái tỷ lệ bệnh bất thường ở trong cái vùng phổi, cũng như là cái tỷ lệ của cái bệnh, cái tổn thương đấy. Từ cái mô hình này chúng ta thấy là máy tính có thể tự động chẩn đoán được một mức độ nào đấy cái mô hình này là của bệnh nào. Và đây là cái chúng tôi sử dụng trên máy chụp cắt lớp để tính cái vừa tính cái tỷ lệ khí vi tĩnh cũng như là tính cái tỷ lệ thể tích mà sơ phổi trên bệnh nhân. Rất tiếc là cái hình trên này nó hơi mờ. Thế thì tính ra cái tỷ lệ của cái thể tích mà giãn phế nang cũng như là cái thể tích của vùng sơ phổi. Đây là một cái so sánh giữa ba bệnh nhân. Một cái là bệnh nhân giãn phế nang mức độ nhặn nặng, thì chúng ta thấy là máy tính sẽ tô màu toàn bộ cái vùng phổi này, giãn phế nang lan tỏa chiếm màu xanh rất là lớn, và cái tỷ lệ giãn phế nang của bệnh nhân này khoảng 60-70%. Còn bệnh nhân ở dưới đây là bệnh nhân bình thường, chúng thấy là cái tỷ lệ giãn phế nang là dưới 5%, và sẽ có cái đồ thị thể hiện cái phân bố của cái tỷ trọng giãn phế nang cũng như là tỷ trọng bình thường của nhu mô phổi. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ giãn phế nang, cái đồ thị nó lệch về phía cái tỷ trọng thấp, còn bình thường thì nó sẽ dao động ở cái vị trí cái tỷ trọng bình thường của phổi khoảng quanh 800 đơn vị Hauschild. Và cái bệnh nhân thứ ba chính là ở bệnh nhân tổn thương kẽ lan tỏa bên phải, chúng ta thấy là cái đồ thị bên phải nó thấp hẳn so với cái đồ thị bên trái, xin lỗi là cái bên trái nó thấp hẳn, tức là cái tỷ trọng của nhu phổi nó tăng lên ở bên trái so với bên phải. Đây chúng ta thấy ba cái đồ thị biểu diễn cho cái ba cái bệnh khác nhau, cũng như là đây là bệnh nhân giãn phế nang, đây là người bình thường và bệnh nhân sơ phổi. Vậy thì chúng tôi đi đến kết luận như thế nào? Đấy là phân tích định lượng phổi thì ngày càng phát triển trở thành một cái thành phần quan trọng trong các phương pháp đánh giá và quản lý các bệnh phổi lan tỏa. Định lượng là một công cụ mới với các chỉ số khách quan hỗ trợ chẩn đoán, phân loại mức độ nặng, theo dõi tiến triển hay đánh giá đáp ứng điều trị của các bệnh lý phổi, và được ứng dụng rất là phổ biến trong bệnh lý phổi lan tỏa như COPD và bệnh sơ phổi vô căn. Ngoài ra thì ứng dụng trong các một số cái bệnh lý khác như là bệnh phổi quá mẫn hay là bệnh cơ chân bạch mạch. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Vũ Thành Trung về